chào quý vị và các bạn. Chương trình Khỏe Đẹp hôm nay chúng tôi xin nói về công dụng của dưa chuột. Dưa chuột làm được nhiều món ăn, ăn sống như salad, rau trộn, muối dưa, nấu canh. Tuy nhiên, rất ít người biết dưa chuột có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, đặc biệt trong làm đẹp da cho các chị em, phụ nữ. Dưa chuột là loại quả quen thuộc trong các bữa ăn hàng ngày ở Việt Nam. Loại quả này tính mát, giàu vitamin có lợi và nhất là dễ trồng, phổ biến. Những tác dụng của loại cây này như làm đẹp da, phòng ngừa ung thư, ổn định huyết áp, tốt cho tóc và móng. Dưa chuột là gì? Dưa chuột được còn gọi tên là dưa leo, tra sạc, theo tiếng Campuchia. Đặc biệt, cây dưa chuột là loại cây mọc bò, thân có lông, có nhiều cành và gốc, phiến lá có từ 3 đến 5 thùy, hình ba cạnh. Hoa dưa leo là hoa đơn tính, mọc từ 2 đến 3 ở nách lá, có màu vàng. Quả dưa chuột hình thuôn dài, hình trụ, nhẵn hoặc có các bú nhỏ, độ dài từ 10 đến 30cm, màu xanh hoặc màu lục vàng nhạt, vàng nâu, quả có nhiều hạt, màu trắng dai và bóng, mọng nước. Phân bố thu hái và chế biến dưa chuột. Dưa chuột được trồng ở khắp các tỉnh ở Việt Nam cũng như nhiều nước ôn đới, nhiệt đới khác. Cây dưa chuột chủ yếu thu hái quả để làm thực phẩm hoặc chế biến mỹ phẩm, nước uống. Có thể hái từ khi quả còn non để ăn hoặc đợi khi chín mới hái. Công dụng dược lý của dưa chuột. Dưa leo có tính mát, vỏ dưa chuột có vị đắng do chứa chất xylocythinin. Hạt dưa chuột chứa axit colic, colloid, có tác dụng trừ dung. Quả dưa chuột có vị ngọt tính hàn, có tác dụng giải nhiệt, lợi tiểu. Lá dưa chuột vị đắng tính bình và hơi có độc. Dưa chuột được dùng nhiều trong thực phẩm và mỹ phẩm, nhất là chữa các bệnh ngoài da. Tác dụng của dưa chuột: bù nước và bổ sung nguồn vitamin dồi dào cho cơ thể. Với thành phần chiếm tới 95% là nước nên dưa chuột có tác dụng cung cấp nước, giải độc và độ ẩm cho cơ thể. Nếu sử dụng dưa chuột tươi đắp lên da thì giúp da se lỗ chân lông và được cấp ẩm tức thì nhờ vitamin C cùng nguồn nước từ loại quả này. Tốt cho tim mạch, với hàm lượng kali trong dưa khoảng 152 mg và trên 100 gram dưa chuột. Nó có khả năng hạ huyết áp. Bổ sung kali đúng cách và đầy đủ giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch cũng như đột quỵ, cải thiện thị lực. Đắp lát mỏng dưa leo lên trên mắt mỗi tối giúp giảm bọng mắt, cấp ẩm và giảm quần thâm hiệu quả. Đồng thời giúp thư giãn mắt cho cơ mắt thoải mái hơn, cải thiện được thị giác đáng kể, ngăn ngừa ung thư. Dưa chuột là những vị có các khả năng chống lại bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng và ung thư tuyến tiền liệt đã được nghiên cứu, các khoa học chứng minh những vi lượng này có trong dưa chuột. Vì vậy, ăn dưa chuột chính là một cách hiệu quả để giảm khả năng mắc một số bệnh ung thư nói trên. Giải nhiệt, thanh lọc cơ thể, dưa chuột cung cấp nước và có tính mát, giúp giảm triệu chứng ở nóng và giải nhiệt cơ thể. Đắp dưa chuột khi da bị cháy nắng là một cách tốt nhất để hồi da và giảm tổn thương của da dưới tác động của tia cực tím, ổn định huyết áp. Những người bị huyết áp cao hay huyết áp thấp đều là những người có rối loạn về huyết áp cơ thể. Dưa chuột có tác dụng ổn định đường huyết, giúp những người có vấn đề về máu huyết, huyết áp được cải thiện tốt, trị bệnh hôi miệng. Nước ép dưa chuột có khả năng làm se ổ viêm trong khoang miệng, nên được ví là sinh gum không đường tự nhiên cho miệng luôn sạch, ngăn ngừa mảng bám và vi khuẩn gây hôi miệng đáng ghét. Cách làm rất đơn giản, chỉ cần ngậm một lát dưa chuột trong miệng khoảng 1 phút. Trong dưa chuột sẽ khử mùi hôi miệng ngay lập tức, thúc đẩy hệ tiêu hóa. Vỏ dưa chuột khi nhai sẽ làm tăng tiết dịch tiêu hóa. Chất xơ có trong quả dưa chuột rất tốt cho hệ tiêu hóa, giúp loại bỏ tạp chất tồn dư động lại trong đường ruột. Giả rượu rất tốt. Nếu bạn bị say rượu và thấy choáng váng, mệt mỏi thì hãy ăn vài lát dưa chuột. Lượng đường trong loại quả này cùng vitamin B1, B2, B6 sẽ giúp cơ thể bạn phục hồi nhanh hơn, giảm mệt mỏi và cảm giác buồn nôn khi say. Làm dày tóc, khỏe móng tay, móng chân. Trong dưa chuột có chứa silica là chất
là khoáng chất cực kỳ tốt cho tóc và móng, giúp tóc nhanh dày, cũng như móng tay và móng chân cứng và bóng hơn, ít bị gãy rụng. Tốt cho xương khớp, ăn dưa chuột thường xuyên cũng có tác dụng tốt với hệ cơ, hệ xương vì chúng sẽ trở nên chắc khỏe, vận động tốt hơn, tốt cho thận. Nếu lượng axit uric trong thận tăng cao sẽ khiến thận phải làm việc liên tục để thải bỏ. Ăn dưa chuột sẽ giúp giảm lượng axit này để cơ thể bài tiết làm việc hiệu quả hơn, tăng cường sức đề kháng. Ép cà rốt cùng rau bina, tức rau chân vịt, và dưa chuột thành nước ép để bổ sung mỗi ngày là cách nạp các vitamin A, B, C vào cơ thể, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, chống lại nhiều bệnh tật. Giảm cân an toàn, chất xơ dồi dào có trong dưa chuột chính là lý do để bạn đưa loại thực phẩm này vào thực đơn giảm cân của bạn mỗi ngày. Kết hợp dưa chuột với sữa chua không đường, vừa cung cấp đủ dinh dưỡng vừa giảm cân hiệu quả cho người béo phì thừa cân, tốt cho người bệnh nhân tiểu đường. Trong dưa chuột có chứa hormone cần thiết cho các tế bào của tuyến tụy sản xuất insulin, rất tốt cho bệnh nhân mắc chứng bệnh tiểu đường, thải độc gan, thận. Sử dụng dưa chuột tươi hoặc ép nước, dưa chuột uống giúp cung cấp nước và các hoạt chất có tác dụng thải độc, độc tố tích tụ trong cơ thể, giảm lượng cholesterol trong máu. Tyrosin là hợp chất giúp giảm các cholesterol xấu trong máu tốt. Hợp chất này tìm thấy trong quả dưa chuột. Vì vậy, những người bị mỡ máu cao nên sử dụng dưa chuột thường xuyên hơn người bình thường, làm đẹp da hiệu quả. Dưa chuột có nguồn vitamin dồi dào và lượng nước tự nhiên rất tốt cho làn da. Các khoáng chất magie, kali thúc đẩy quá trình tái tạo da nhanh hơn. Ngành mỹ phẩm sử dụng dưa chuột trong rất nhiều các sản phẩm làm đẹp vì công năng này. Những lưu ý khi sử dụng dưa chuột: trung bình một ngày lượng dưa chuột tối đa mà một người có thể sử dụng là từ 200 đến 300 gram dưa chuột sống, tức là khoảng từ 1 đến 2 quả. Nếu sử dụng lượng dưa chuột quá nhiều sẽ phản tác dụng, có những tác hại dưới đây. Cơ thể sẽ bị mất nước. Bạn sẽ có nguy cơ mất nước nếu ăn dưa chuột quá nhiều. Dưa chuột có tính hàn lợi tiểu, nên người thận yếu có thể bị tiểu gắt hoặc thậm chí bị liệt dương. Nếu đi tiểu quá nhiều sẽ khiến các mất nước và chất điện từ, làm mất cân bằng sinh học. Vị đắng trong dưa chuột được kích hoạt bởi các độc tố. Do vậy, nếu ăn quá nhiều dưa chuột thì chất này sẽ gây nguy hại cho sức khỏe. Vậy nên, khi gọt dưa chuột phải loại bỏ phần mủ đắng ở ngoài hai đầu quả này. Ngoài ra, hợp chất có thể gây khó tiêu và đầy bụng nếu ăn dưa chuột sống, nhức đầu và khó thở. Nguồn kali dồi dào trong dưa chuột sẽ khiến cho tình trạng đầy hơi, đau bụng và suy giảm chức năng thận nếu bạn ăn quá nhiều loại quả này. Sự mất cân bằng đối diện chất điện giải trong máu sẽ khiến hiện tượng thẩm thấu trong tế bào, làm khó thở và nhức đầu. Các bệnh về hô hấp: nếu bị viêm xoang hay các bệnh liên quan đến hô hấp thì hãy bỏ qua dưa chuột trong khẩu phần ăn. Tính mát của dưa chuột khiến tình trạng bệnh nhân trầm trọng hơn. Phụ nữ đang mang thai bị đầy hơi khó tiêu, dưa chuột cung cấp nước rất tốt cho thai phụ. Tuy nhiên, nếu ăn nhiều có thể bị đầy hơi, dư thừa chất xơ. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chúc quý vị được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.